hỏi: "Con đã từng học qua thiền siêu giác. Trong lúc tĩnh tọa, con nghe một thứ âm thanh, lại tưởng tượng ra phong cảnh ở biển. Lúc đầu con cảm thấy rất tập trung, cảnh giới rất khoái lạc. Nhưng trải qua một thời gian, lại cảm thấy càng lúc càng mơ hồ, có một chút hơi hỗn độn. Con không biết cách thức thiền siêu giác này là tốt hay không tốt." Đáp: "Nếu con muốn nghe một thứ âm thanh hoặc là muốn nghe một cái gì đó, thì đó đều là vọng niệm. Đấy là một loại vọng giác chứ không phải là siêu giác. Vì siêu giác thì rất tự nhiên, không có tham, không có cầu, không có trông mong bất cứ cái gì. Nếu con còn có cầu mong thì không phải là siêu giác, mà có thể nói là vô giác đó." Hỏi: "Thầy hướng dẫn thiền siêu giác dạy chúng con phải tưởng tượng ra một thứ âm thanh chi đó?" Đáp: "Như vậy là trên đầu lại chồng thêm một cái đầu, và cưỡi lừa lại đi tìm lừa, là một chuyện thừa thải vô ích. Vậy tức là không nghĩ tới cái gì hết, phải không? Niệm động thì trăm sự sanh, ngừng niệm thì vạn sự không. Còn không vọng tưởng, tức thanh tịnh, thì sẽ không có chuyện gì cả, tức an lạc. Tâm dừng niệm tuyệt là chân phú quý, tư dục đoạn tận là chân phước điện. Quý vị mà muốn nghe một thứ âm thanh thì đó là hướng ra ngoài để tìm cầu." Hỏi: "Vậy rốt cuộc thì phương thức tĩnh tọa siêu giác này là tốt hay không tốt? Vì hiện nay loại thiền này thì rất thịnh hành trên khắp thế giới." Đáp: "Đó là vì có số người không cách gì ngồi kiết già cho được, nên người ta mới nghĩ ra một phương pháp khác biệt thôi. Thật ra muốn tĩnh tọa thì trước tiên phải học ngồi kiết già. Không luyện tập ngồi kiết già, không ra chút công phu mà muốn đắc đạo, đó là chuyện không thể có được." Hỏi: "Thật vô lý, người xuất gia mỗi ngày chỉ ăn một bữa." Đáp: "Họ ăn nhiều thì dục niệm của họ cũng sanh nhiều thêm." Ha ha ha,